Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước vào ngày thứ bảy là ngày cuối tuần rồi. Và trước hết Thuận muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và hôm nay là một ngày mà nói chung rất là tốt cho nhiều thị trường các bạn. Ngày mai đó sẽ có một video tại ngày mai Thuận bận một số công việc. Nhưng mà hôm nay Thuận sẽ cố gắng chia sẻ những thông tin ở bậc với các bạn. Và chủ yếu chúng ta sẽ nhìn về cái update liên quan đến tình hình của ngân hàng. Chúng ta cũng thấy được là PP lại tiếp tục tăng trưởng các bạn bây giờ đó đã, đã à, không những lọt vào top 100 mà đã lọt vào top 50 rồi Thôi sẽ chia sẻ một số những cái tài liệu với các bạn Chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái update liên quan đến CBDC liên quan tới Salvador và một số những thông tin Ở bậc khác Thì đầu tiên hết đó, các bạn thấy được là sau nhiều ngày chứng khoán Hoa Kỳ bị dùi dập nên thì chúng ta đã nhìn thấy được là cổ phiếu ngày hôm nay đã, đã có sự khởi sắc rồi chúng ta nhìn ba chỉ số lớn chúng ta có nasdaq hôm nay tăng 2.25% các bạn kết thúc cuối tuần này với một cái sự tăng trưởng à, ngày hôm nay và chúng ta có s&p 500 cũng tăng 1.85% và Dow Jones cũng tăng 1.65%. À, chúng ta nhìn vào dầu đó thì dầu lại tăng ngược trở lên các bạn. Tuy bây giờ vẫn rất là thấp, chúng ta bây giờ là 71 đô cho một thùng dầu. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng 24 giờ chúng ta có hợp đồng dầu tăng 4% là một con số không hề nhỏ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là vàng đó thì đáng tiếc hôm nay lại giảm 1.5% các bạn ở mức là 2.024 đô cho một ounce vàng crypto thì hôm nay chúng ta lại nhìn thấy được BTC lại có một sự tăng trưởng tiếp tục ở mức là 29.552 đô hiện tại và chúng ta nhìn cả thị trường đó thì trong vòng 24 giờ qua đã có sự tăng trưởng là 2.8% các bạn vốn hóa bây giờ đã đến gần 1.3 nghìn tỷ đô la với phần trăm của BTC là 45.1% của tổng số vốn hóa thị trường BTC đó thì các bạn thấy được là tăng 2.8% nhưng mà chúng ta thấy Ethereum tăng 6.3% các bạn như bạn có đã biết là trong vòng khoảng chừng 2 tháng qua thì thuận đã tích cực tích lũy thêm Ethereum à, Chúng ta có BNB thì tăng 1.2, chúng ta có XRP tăng 1.5, Cardano 2.4 à, Và chúng ta có thể nhìn thấy được là những đồng lớn khác thì cũng tăng trưởng tương tự như là BTC à, Và đương nhiên nếu các bạn nhìn vào cái crypto bubble ngày hôm nay đó, Thì chúng ta thấy được là cái bubble lớn nhất thì chính là PP hôm nay hiện bây giờ đã tăng 85.5% hồi nãy đó thùng xem tăng hơn 100% rồi các bạn. Floki hôm nay cũng tăng 47.4%, một phần là tại vì các bạn thấy được là Binance đã lên tiếng là sẽ list cả hai đồng này. Bây giờ là list ở trong cái phần gọi là innovation zone có nghĩa là còn một thời gian ngắn nữa là sẽ list ở trên sàn spot chính thức. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường hôm nay phần lớn là màu xanh. Chúng ta có thể bắt đầu nói tới một số những cái cập nhật liên quan tới ngân hàng đi mấy ngày liên tục các bạn thấy là những cổ phiếu của ngân hàng địa phương đã giảm liên tục luôn giống như mỗi ngày giảm 20, 30, 40 thậm chí 50%. Nhưng mà chúng ta kết thúc thứ sáu lại có một cái sự hồi phục trở lại. Chúng ta thấy được là sự hồi phục cũng không hề nhỏ đâu refresh để các bạn thấy được là PacWest hôm nay đã hồi phục lại 81.7% các bạn chúng ta nhìn Western Alliance đã hồi phục lại 49.23% chúng ta nhìn vào Zion hôm nay cũng đã có sự hồi phục là 19.22% thì nhìn đến sự hồi phục này đã đương nhiên là không hề nhỏ rồi những ai mà đã có lòng tin để mà mua ở cái mức thấp hôm qua hôm nay đã lời rất là nhiều rồi nhưng mà không biết là có bao nhiêu người có lòng tin đó nói chung thì tuy là kết thúc thứ sáu rất là tốt cho những cái ngân hàng địa phương này về mặt giá của chứng khoán nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cả tuần nay khi mà chúng ta nhìn vào trong vòng 5 ngày qua đó thì các bạn sẽ thấy được là cổ phiếu của uh, PacWest vẫn giảm 43% trong tuần này chỉ là hôm nay có một cái sự hồi phục mà thôi nhưng mà tính nguyên tuần thì vẫn giảm 43% các bạn một con số không hề nhỏ và PacWest thì uh, họ vẫn đang tìm kiếm uh, những giải pháp và trong đó là họ đang tìm kiếm những người nào mà có hứng thú mua lại công ty này uh, chúng ta thấy được là Western Alliance thì uh, khi chúng ta nhìn vào một tuần nay đó thì vẫn giảm 26.8% cho dù hôm nay đã có một sự hồi phục trở lại. Khác với lại West hôm nay đó, Western Alliance thì họ đã đứng chính lại nói là họ bây giờ không có nghĩ đến chuyện là sẽ bán ngân hàng này. Và chúng ta nhìn thấy được là Zion thì hôm nay cũng đã có sự hồi phục và trong vòng 5 ngày qua đó thì cổ phiếu của Zion giảm 14.7%. Nói chung Zion là một trong những ngân hàng địa phương mà cổ phiếu không có giảm nhiều trong tuần này. Hai ngân hàng còn lại thì giảm rất là nhiều chúng ta không biết được là cuối tuần này đã sẽ ra sao không biết là cuối tuần này chúng ta có nghe thông tin liên quan tới là có ngân hàng thu mua lại Parkwest hay là không à, tôi nghĩ là chúng ta có một sự hợp phục như thế này đó không biết nó có bền bỉ hay là không không biết là có phải tại tại vì mọi người đã quá lo lắng một cách vô lý dẫn đến cổ phiếu xuống nhiều hay là không hay là thật sự là có vấn đề chỉ là một sự hợp phục bây giờ mà thôi chứ còn tới tuần sau thứ hai đó thì những cổ phiếu ngân hàng lại tiếp tục đâm cái đó chúng ta đương nhiên không biết được rồi cho nên cuối tuần này đó chúng ta hãy xem coi là ở bên phía của Fed ở FDIC và bộ tài chính của đồng tỉnh như không đi qua tới ngân hàng Park West này. Tại vì thường đó những cái như là thu mua ngân hàng thì họ muốn xảy ra trước khi mà chứng khoán mở cửa ngày thứ hai. Rồi không chỉ riêng là chứng khoán ngân hàng các bạn chúng ta có Coinbase à, cũng đã có một sự tăng trưởng hôm nay tăng 18.33% sau khi mà chúng ta có cái công bố quý 1 coi như cũng tốt các bạn nhưng mà thật ra những cổ đông đó, họ quan tâm nhiều hơn là Coinbase đã có chiến lược mở rộng ra toàn cầu. Có nghĩa là họ sẽ có thêm những cái user mới, có thêm thu nhập mới và có những sản phẩm mới như là futures. Cái mà họ không thể có được ở Hoa Kỳ thì đương nhiên đó là điều mà những cổ đông muốn nghe. Cho nên hôm nay cổ phiếu của Coinbase đã kết thúc thứ sáu đã tăng 18.33%. À, và chúng ta nhìn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ, đó, year to date thì cổ phiếu này đã tăng 63.63% .63 rồi. cái sự tăng trưởng này đã hoàn toàn có thể sánh ngang hoặc là hơn cả sự tăng trưởng của BTC từ đầu năm tới bây giờ và Brian Amson nghĩa là CEO của Coinbase thì cũng đã đứng chính nói là đúng là Coinbase à, đang tìm kiếm những giải pháp toàn cầu à, để có thể là có năm thu nhập của thêm user và không thể dựa vào Hoa Kỳ nhưng mà Coinbase sẽ không bao giờ rời khỏi Hoa Kỳ và rời bỏ Hoa Kỳ đó là sự đứng chính từ Brian Amson mặc dù là Coinbase bây giờ không thích SEC không thích cái tình trạng pháp lý hiện tại nhưng mà Coinbase vẫn kiên trì sẽ ở lại tại vì vẫn hy vọng là có một ngày tốt đẹp hơn À, chúng ta thấy được là Michael Strategy đó thì uh, cổ phiếu này hôm nay cũng đã tăng 4.6%. Hôm qua đó thì chúng ta thấy được là Michael Strategy công bố quý 1 cũng đã tốt hơn là nhiều ước tính và các bạn có biết là cổ phiếu Michael Strategy này đã tăng 130% các bạn từ đầu năm tới bây giờ, tăng còn mạnh hơn cả BTC nữa. Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy là những cổ đông luôn ủng hộ Michael Saylor và đương nhiên CEO hiện tại là Phong Lê tiếp tục chiến lược BTC tại vì thật sự mang tới lợi ích cho cổ đông các bạn chúng ta được là cổ phiếu này đã có một cái sự tăng trưởng vượt bậc từ khi mà bắt đầu thu mua BTC hồi tháng 8 của năm 2020 cái vai trò của Michael Strategy uh, về việc là thúc đẩy khuyến khích những công ty có một cái chiến lược BTC rất quan trọng các bạn những CEO những công ty đó họ sẽ không lên YouTube để mà xem những YouTuber giải thích về BTC cho các bạn họ sẽ gọi những công ty mà đã có kinh nghiệm lưu trữ uh, crypto rồi xem coi là ảnh hưởng như thế nào làm sao để mua làm sao để bán cái tính thanh khoản bao nhiêu vân vân à, thì đương nhiên họ sẽ gọi những người như là Phong Lê những người như là uh, Michael sailor à, họ cũng sẽ gọi những người như là Jack Dorsey của Block các bạn và các bạn đã nhớ đó là trước đây à, tuy là bây giờ đã Tesla cũng đã bán một phần lớn lượng BTC của họ lưu trữ họ vẫn còn lưu trữ một số lượng còn lại là khoảng hai trăm mấy triệu thôi nhớ là như vậy các bạn thấy được là Elon Musk đã gọi nói chuyện với lại Michael Saylor cho nên mới thu mua BTC cho công ty Tesla chúng ta thấy được là cái vai trò của michael strategy rất quan trọng trong cái lĩnh vực à, công ty và họ cũng tổ chức hàng năm những cái hội nghị btc để những công ty những ceo những cfo đến để học hỏi làm sao để có một chiến lược btc mà có hiệu quả nhất là khi mà chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu của michael strategy có sự tăng trưởng nhanh như vậy từ cái lúc mà họ chấp nhận BTC cho tới bây giờ và thật ra chúng ta có thể hiểu đó là ngoại trừ việc là cổ phiếu tăng nhanh như vậy, tên tuổi của công ty cũng đã tăng rất là nhanh Trước khi mà công ty MicroStrategy này thu mua BTC các bạn có biết họ là hay không? Phần lớn mọi người đều không biết công ty này, bây giờ ai cũng biết MicroStrategy, ai cũng biết MicroSailor BTC là một trong những cái công cụ quảng bá rất là hiệu quả Và mỗi lần tôi nói tới phong lê đó thì nhiều bạn sẽ nói là phong lê là hài phong lê hả? đương nhiên là không phải các bạn khi thường nói nói phong lề đây chính là phong lề của Michael Strachey như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây là CEO hiện tại còn Michael Saylor đã nhường lại chức CEO này cho phong lê và đã giữ chức vụ là chủ tịch hiện bây giờ. Rồi chúng ta hôm nay đã cũng nhận được thông tin liên quan tới việc làm à, của tháng 4 và chúng ta có một cái thông tin rất là tốt Nói chung đó thì nhiều người cũng đã đặt câu hỏi này với lại John Paul ngày hôm qua là tại sao mà khi chúng ta nghe nói thông tin liên quan tới việc làm đó thì lúc nào cũng tốt như vậy. Chúng ta nhìn thấy được là việc làm đó trong tháng 4 đã tăng thêm 253.000 việc làm. Trong khi mà ước tính của Dow Jones chỉ có 180.000 việc làm mà thôi. Có nghĩa là cái số lượng việc làm có thêm trong tháng 4 đó cao hơn nhiều so với ước tính. Trong khi mà chúng ta nhận được những thông tin là những công ty xã nhân viên, người dân bị thất nghiệp chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng vị trí tuyển dụng đã, đã giảm đi từ từ thì cũng cả có người hỏi phép trong cái cuộc họp tuần này thì Trương John Paul cũng đã giải thích là thật ra chúng ta hoàn toàn có thể có cả hai chúng ta hoàn toàn có thể có là cái số lượng việc làm đang từ từ mất đi nhưng mà cái số lượng người có việc làm lại từ từ tăng lên lý do cũng đơn giản thôi tại vì cái số lượng người kiếm việc làm nhận việc làm cho nên họ mới có thêm việc làm À, và vì lý do đó cái con số lượng tuyển dụng lại giảm xuống và nếu như mà chúng ta nhìn kỹ đó cái thống kê là những người mà có được việc làm tháng tư là họ thuộc những ngành nào thì chúng ta thấy được rất rõ ràng đó là, là phần lớn việc làm là đến từ healthcare và social system có nghĩa là cái ngành chăm sóc sức khỏe và cái ngành liên quan đến phúc lợi xã hội các bạn đó là cái ngành mà mướn nhiều việc làm nhất cái đó là cái ngành à, dịch vụ thương nghiệp và kế tiếp đó chính là cái uh, ngành du lịch các bạn thì đây là ba ngành mà mướn nhiều người nhất và thật ra đó, nếu như chúng ta nhìn con số này đây thì có thể hiểu là một trong bốn việc làm mới là liên quan đến ngành chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội rồi cho nên trên trang bản chúng ta chỉ có một vài ngành bây giờ đang mướn người mà thôi phần còn lại đó thì đã chậm đi rất là nhiều về việc mướn người rồi nhưng mà hiện bây giờ nói chung là chúng ta vẫn thấy được là có nhiều việc làm Chúng ta vẫn thấy được là phần trăm thất nghiệp sẽ tiếp tục thấp Cho đến khi nào mà không còn nhiều cái vị trí tuyển dụng nữa Người thất nghiệp mới đã không còn việc làm Thì họ sẽ dẫn đến là cái phần trăm thất nghiệp tăng cao và tổng thống Joe Biden đã đưa cảnh báo là điều đó sẽ đến sớm Nếu như mà chúng ta không có nợ trần được nâng lên nhanh chóng đó, thì thất nghiệp sẽ tăng cao Đó chính là cái cảnh báo đến từ tổng thống Joe Biden ngày hôm nay Tuy nhiên đây là một cái cảnh báo mang cái tính chất liên quan đến chính trị hơn Tại vì cả hai đảng bây giờ, đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thì họ đang dằn co với lại nợ trần Xem coi là nâng nhưng mà nâng bao nhiêu và cắt giảm những cái chi phí như thế nào Đó là điều mà hai bên đang dằn co và nếu như mà dằn co như vậy đó thì chúng ta không có còn nhiều thời gian nữa Bây giờ cho đến ngày 1 tháng 6 thì sẽ hết tiền cho nên cần phải có nợ chừng nâng lên. Và đương nhiên, Tổng thống Joe Biden muốn gây áp lực để điều này nhanh chóng được thông qua rồi. Rồi đó là tình hình chung về kinh tế Hoa Kỳ ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin liên quan đến crypto đi. Thì trước hết tôi muốn chia sẻ lại một cái biểu đồ với các bạn tại vì hôm qua có bạn đã comment bên dưới nói là à, thuận chia sẻ đó cũng không có đúng lắm ngày hôm qua liên quan tới biểu đồ này thì à, Thuận cảm thấy bạn này nói có lý cho nên tôi muốn chia sẻ lại để các bạn hiểu rõ hơn. Đây là một cái biểu đồ à, nó có nhiều màu. Các bạn thấy được là bên tay phải đó thì chúng ta thấy được có từ màu đỏ đến màu xanh. Thì thật ra cách đọc đó là càng đỏ có nghĩa là người ta càng bán và càng xanh người ta càng mua. Đó là cách hiểu đơn giản nhất. Còn ở bên tay trái đó chúng ta thấy được là có những cái con số như là dưới 1, 1 tới 10, 10 tới 100. Thì đây là đại diện cho cái số lượng BTC được lưu trữ bởi những nhóm người này thì cái cách đọc đơn giản nhất đó là nếu như mà chúng ta nhìn vào cái thời điểm là từ tháng 11 cho đến khoảng chừng giữa tháng 12 đó, đây là cái thời điểm mà nhiều người hoảng loạn tại vì chúng ta có cái sự sụp đổ của FTX. Thì lúc đó các bạn thấy được là phần lớn trên màn hình không cần biết là các bạn thuộc về nhóm nào, à các bạn thuộc về những người đầu tư riêng lẻ có ít BTC hay là chúng ta nói tới những nhóm người cá voi mà có nhiều BTC thì đều là màu xanh hết các bạn rất là xanh luôn có nghĩa là lúc đó là lúc mà nhiều người thu mua cho nên mới gọi là heavy accumulation đây là cái thời điểm tích lũy cực kỳ mạnh nhưng mà cho đến thời điểm à, từ tháng 1 của năm 2023 cho đến tháng 3 năm 2023 thì chúng ta đã thấy một điều gì? Đó chính là cái nhóm người mà lưu trữ nhiều BTC đó bên trên này các bạn hơn 10.000 hay là 1 tới 10.000 hay là 100 đến 1.000 BTC đều là màu gì các bạn? Phần lớn là màu đỏ, có là đây là cái thời điểm mà họ xả hàng và thậm chí ở bên dưới này chúng ta thấy được là thời điểm đầu tháng 3 cho đến giữa tháng 3 đó chúng ta thấy hầu như ai lúc đó cũng đã xả hàng như là chốt lời hết các bạn tại vì có thể là họ đã tích, tích lũy nhiều ở cái mức là khoảng chừng 15 16 ngàn đô thì đương nhiên thời điểm này lời gần như gấp đôi rồi cho nên rất nhiều người đã bán. Sau đó chúng ta tiến tới tháng 4 thì các bạn thấy có một điều gì à, chúng ta vẫn thấy là những cái nhóm người mà có nhiều BTC nhất là cái nhóm người mà vẫn tiếp tục bán nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại đó thì các bạn thấy được là bên trên này chúng ta nhìn thấy được là cái phần cao nhất có nghĩa là cái phần mà cái nhóm người lưu trữ nhiều BTC nhất là màu xanh và màu xanh đậm có nghĩa là đang tích lũy thì nói chung nó những gì thường chia sẻ với các bạn à, liên quan đến thời điểm hiện tại ngày hôm qua thì cũng như vậy nhưng mà cái cách đọc à, Thùng muốn đứng chính là một chút để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà thời điểm bây giờ đó các bạn thấy được là những nhóm khác nhất là những cái nhóm người mà lưu trữ ít BTC hơn như là các bạn thấy được là từ 10 đến 100 từ 1 đến 10 và dưới 1 đó thì lại có dấu hiệu bán những ai tích lũy bây giờ vẫn là những ca vôi đang tích lũy hiện tại các bạn đó là điều mà biểu đồ này muốn cho các bạn thấy